chào các bạn. Hôm nay Tử Vi Việt Nam xin luận giải lá số mã số 1028. Bát tự là năm Nhâm Thân, tháng Kỷ Dậu, ngày Đinh Sửu, giờ Kỷ Dậu. Đây là một mệnh nữ sinh ngày 29 tháng 8 năm 92, tức là ngày mùng 2 tháng 8 âm năm Nhâm Thân. Giờ sinh là từ 17 đến 19 giờ là giờ Kỷ Dậu. Bản mệnh là kiếm phong kim, cục là mộc tam cục, mệnh chủ liêm trinh, thân chủ thiên lương. Bản mệnh các cục, bởi vì mệnh chủ thì là kim nhưng mà cục thì là mộc, kim khắc mộc nên là bản mệnh khắc với cung mộc khắc cục. Thân cư thiên di tại cung ngọ, bởi vì vào giờ dậu thì thân cư thiên di. Đương số năm nay là 25 tuổi âm. Đây là một lá số có mệnh sao thiên cơ, chủ mệnh nằm tại cung Tý. Thưa các bạn, như chúng ta đã biết, sao thiên cơ là sao thứ nhất của tròm nam đầu thuộc âm mộc, màu xanh. Đấy, màu xanh này là âm mộc. Và có sao âm đóng ở đây là âm mộc. Trong tử vi đầu số thì sao thiên cơ được ví như mưu sĩ, như một quân sư, có tần là người có tài gia cát, quân sư. Vì vậy không cần tới các bách quan triều cúng, như cần với hội hợp với các sao mang tính chất thông minh tài nghệ như văn xương văn khúc. Đây ạ, rất thưa các bạn, đây là một lá số mà có văn xương văn khúc nhị hợp với cung mệnh. Đấy, thì cái thiên cơ này đi cùng với văn xương văn khúc thì nó tăng thêm cái tính nghệ sĩ, cái tính cái chất văn học của người này lên. Rồi lại có tiếp tục lá số này lại có một cái sao thiên tài nằm cung tài bạch. Đây, thiên tài nằm cung tài bạch, chiếu một cung mệnh. Đấy. Tiếp nữa là có hóa quyền. Thiên cơ rất thích có hóa quyền, bởi vì gặp hóa quyền thì mới tốt. Thì hóa quyền nằm ở cung phụ mẫu, nhị hợp với cung mệnh của đương số. Tiếp theo nữa là hóa lộc nằm cung tài bạch, cũng chiếu vào mệnh và đương số. Hóa khoa giáp mệnh. Đấy, đây là một lá số có sao thiên cơ thủ mệnh, khoa quyền giáp mệnh, kẹp mệnh. Đấy, tả hữu sao tả phù giáp mệnh. Đấy, hóa lộc chiếu vào cung mệnh. Đây là một lá số về các sao phụ tinh cũng tương đối đủ. Đấy, do cái sao thiên cơ thì nó rất sợ hóa kỵ, nhưng đấy rất may cho đương số là sao hóa kỵ nằm ở cung con nên là không làm cho hỏng sao thiên cơ này đi. Đấy, đây là một lá số tương đối tốt và không bị hỏa linh kẹp mệnh. Hai sao hỏa tinh và linh tinh cũng không kẹp vào cung mệnh của đương số, cũng khiến cho lá số này là tương đối đẹp. Do thiên cơ có cái tính chất của mưu thần nên nó thích dựa dẫm vào quyền quý. May quá, rất may là gặp tử vi phá quân nhị hợp với cung mệnh có quyền tại đây, làm cho nó tăng cái tính quyền lực trong cái lá số tử vi của đương số. Đấy. Và cũng ưa thiên khôi thiên việt, nhưng ở đây lá số này thiên khôi thì nằm cung điền trạch nên sau này nhà cửa đất cát thì lại rất đẹp. Thiên Việt thì làm cung nô bộc nên là thiếu mất cách khôi Việt. Đấy, nếu mà thêm khôi Việt nữa thì lá số này sẽ rất đẹp. Đấy, thì đây một lá số sao thiên cơ tại mệnh và sao cung thiên di, có sao cự môn nằm tại cung thiên di và thân cư sao cự môn này. Đấy, đây là một người rất là mưu trí và thông minh, quyền biến, sau này có khả năng tốt trong lĩnh vực kinh doanh. Đấy. Và trong lá số tử vi này thì sao thiên cơ của đương số nằm tại cung Tý, nằm tại cung Tý nên là cung mệnh cung quan lộc có sao thái âm, đây chiếu vào cung mệnh. Và rất là buồn cho đương số là sao thái âm quan lộc lại hãm địa, nên là chức sắc của đương số sau này không được cao như kỳ vọng của đương số. Đấy, sao thiên cơ được xếp là cái hàng cao nhất của nam đầu và là một cái sao thiện tình, khéo léo. Và sao thiên cơ này, thủ mệnh này là một người chủ động, có tính sáng tạo trong cuộc đời, liên quan đến nhiều cái lĩnh vực hoạt động về mặt tinh thần. Đấy, và chủ về là những người làm vật về trí óc. Đấy, hay làm trong các cơ quan nhà nước, cách cư nguyệt đồng lương là hay làm trong các cơ quan nhà nước.
Sao Thiên Cơ nằm của tại cung Tý này thì nó sẽ đắc địa. Đấy, nó sẽ đắc địa và nó tọa tại cung Mệnh, nó làm cho có tính linh động, là người có năng lực phân tích mạnh, người này lý trí rất mạnh. Theo kinh nghiệm xem tử vi của nhiều bậc tiền bối thì cái cách cư nguyệt đồng lương này thì nó sẽ làm cho lá số tử vi hợp, rất hợp với các ngành nghề làm trong, ví dụ như là theo thiên lá số này thì nó hợp với nghề giáo viên đấy, sao cự môn và sao thiên cơ này, cự môn là cái miệng, hoặc là làm về kinh doanh, phụ trách các vấn đề về kinh doanh marketing thì sẽ phù hợp với lá số này, hoặc làm nhà báo, hoặc làm luật sư thì sẽ phù hợp với đường số. Sau khi mà chúng ta xem cái sao cung mệnh là có thiên cơ rồi thì chúng ta phân tích tiếp đến cái các sao phụ tinh. Rất may cho đường số nữa là Long Trì nằm tại mệnh, Long Trì là một trong tứ linh, Long Trì phượng các hoa cái, hoa cái nằm cung quan lộc chiếu vào cung mệnh. Đấy, đây là hai sao tứ linh chiếu mệnh cho đường số. Và thái tuế cũng nằm tại cung tài bạch của đương số, cũng tam hợp với mệnh tài quan của đương số, nên cũng là người sau này rất phát trong cái việc trong đường quan lộc công việc. Bạch hổ cũng lại nằm cung đấy, nằm cung quan lộc cũng chiếu vào cung mệnh, là đương số có đủ tứ linh Long Trì phượng các hoa cái, thiếu sao phượng các nằm cung phúc đức, nên là một người có căn tự, được gọi là một người có cảm giác quan thứ sáu, luôn luôn biết được những chuyện lành dữ đến với mình. Phân tích tiếp các sao tại cung của đường số. Đường số có một cung tài bạch rất là đẹp, có thiên đồng thiên lương, là người phụ nữ sau này sau 33 tuổi kiếm được rất nhiều tiền, và là một thiên tài kiếm tiền vì sao thiên tài hóa lộc nằm cung tài bạch. Đấy. Và sao địa kiếp là sao xấu nhất trong lục sát tinh thì lại nằm ở cung tài bạch, cũng đắc địa, nên là cũng không được, nó bớt cái tính xấu của sao địa kiếp, lại nằm trong vòng thái tuế nữa, nên là cái sao địa kiếp nằm cung tài bạch nó cũng sẽ bớt xấu đi, thì lá số này cũng tương đối tốt. Và khi mà phân tích kỹ thì đương số này nên làm cái ngành giám sát tài chính, hoặc là làm thanh tra giáo dục, hoặc là làm về luật sư thì sẽ rất là rực rỡ. Có một cung tài bạch vô cùng đẹp. Cung quan lộc của đương số là thái âm hãm, nên là chậm chức sắc. Người này trước 33 tuổi không nghĩ gì đến quyền lực chức sắc, nhưng sau 33 thì là một người cũng tương đối thành công về chức sắc. Bởi vì thái dương hãm địa nằm tại cung phu thê, gặp sau tuần thành vượng chiếu thành cung quan lộc, nên cũng sẽ được chồng nâng đỡ rất nhiều, giúp đỡ rất nhiều trong cung quan lộc để tốt. Và phân tích tiếp cung huynh đệ của đương số thì gia chủ gia đình đương số mất khoảng 1, 2... nên là bố mẹ phải xảy não mất hai người con, anh huynh đệ, và việc này cũng sẽ làm vì có sao cô thần và vong thần đóng ở đây. Đấy, lưu hà này là chết non, chết trong bụng này, cô thần này là mất sớm, vong thần là bị bắt nằm ở cung huynh đệ, nên là sẽ mất khoảng hai người anh em. Và anh em sau này có lộc tồn nằm ở đây, tả hữu chiếu đây, nên là anh em, anh chị em của đương số cũng sẽ là người giúp đỡ nhau được nhiều trong công việc, và được thừa hưởng tài sản, được hưởng lộc từ huynh đệ rất tốt. Quan hệ với phụ mẫu cũng tốt, tử vi phá quân nằm ở đây thì cũng làm cho đương số có một cái sự giúp đỡ tốt giữa cung phụ mẫu với cung mệnh của mình, bởi vì ân quang này, thiên quý nằm cung phụ mẫu đấy, nên là rất được quan tâm giúp đỡ. Rồi xương khúc hóa quyền nằm cung phụ mẫu, nên là được bố mẹ cũng giúp đỡ rất là nhiều trong công đường công danh sự nghiệp. Cung phúc đức cũng rất đẹp, bởi vì cung phúc đức này vô chính diệu, lại gặp sao đồng lương nằm cách đồng lương nằm cung tài bạch chiếu vào cung phúc đức, đây cũng là một người rất may mắn, đương số này rất may mắn trong cuộc trong đường đời, nhất là sau 33 tuổi. Cung điền trạch có sao thiên phủ thì là người sau này tương đối giàu có, nhà cửa đây này, thiếu mật thiên khôi rất là đẹp đấy, và càng về hậu vận thì càng nhiều đất cát, là một người giàu có. Cung nô bộc là một cái xấu nhất của lá số này, bởi vì cung la bộc của lá số này có sao tham liêm trinh tham lang hãm địa, đây là một
hai cái dòng sao rất xấu nằm cung nô bộc, nên là đây là một người nên đầu tư quan hệ với cấp trên, không nên đầu tư quan hệ với bạn bè ngang tuổi, và chơi với ai cũng bị thiệt về mình, bởi vì cung nô bộc của bạn rất là xấu. Đấy, cung nô bộc nó xấu, và chúng ta muốn hóa giải cung nô bộc xấu thì phải tìm những người định chơi với ai, định lấy ai hoặc như thế nào, thì phải tìm cái người có cung nô bộc xấu như mình. Đấy, mã tầm mã, ngưu tầm ngưu, thì sẽ hóa giải được cung nô bộc này. Liêm chính tam lang hãm nằm ở cung tù này. Về cung thiên di thì đây là một người có sao cự môn nằm cung thiên di. Đấy, đây là một người có số nên đi xa quê lập nghiệp thì sẽ thành công, và có số xuất ngoại thiên cơ, thiên cự môn nằm cung thiên di, và càng xuất ngoại nhiều thì lá số càng tốt, càng đi xa nhà, càng nơi quê hương thì làm việc thì sẽ thành công hơn trong công việc. Và đây cũng nói lên thân cư thiên di cũng đấy là một người rất thích dịch chuyển, thích giao lưu, thích giao tiếp, thích thích du lịch, thích khám phá, và sẽ đạt được toại nguyện trong những cái năm tiếp theo khi mà bạn sẽ có tiền. Ví dụ như những năm bạn sẽ 43 trở ra chẳng hạn, thì bạn rất nhiều tiền thì bạn có thể thỏa mãn được cái chí tăng bổng của bạn, được đi du lịch khắp nơi. Về cung tận ách của sao thiên tướng đắc địa nằm ở đây thì sức khỏe của bạn tương đối tốt, không vấn đề gì hết. Đấy, toàn những sao rất tốt nằm ở đây. Đấy, có sao hồng loan nằm cung tận ách thì sau này về sau ấy thì hơi khó có con một chút, càng về già. Chứ bạn cũng không vấn đề gì, hồng loan nằm cung tận ách có thiên tướng nằm đây thì không vấn đề. Cung thể bạch nói rồi, bạn rất là đẹp. Cung con của bạn, đây cũng là một cung con đẹp. Đấy, cung con của bạn có sao vũ khúc thất sát nằm ở đây thì bạn sau này là nhớ là nhiều con gái hơn con trai, con gái nhiều hơn con trai, và sẽ có tầm 3 người con. Đấy, 3 người con. Về cung chồng của bạn thì sao Thái Dương nằm ở đây, nằm tại cung gặp tuần đóng thì rất tốt. Đây là một chàng trai rất là giỏi giang, tự tay lập nghiệp, béo mập, đấy là một chàng trai mập, học hành tốt. Đấy, có nhiều tài, rất nhiều tài lẻ, và giúp đỡ được vợ trong rất nhiều trong công việc. Và sau tuần đóng ở đây thì vợ chồng sẽ có xu hướng luôn luôn nghĩa là hơi xa nhau một chút, nhưng lúc nào cũng có xu hướng nghĩ về nhau. Và bạn yên tâm rằng người chồng dù có sau này có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn quan tâm tới bạn, bạn không phải lo về người chồng nhiều. Là một người chồng rất tốt, rất giỏi. Bạn phải nhớ rằng anh này rất giỏi. Thiên mã chiếu này, long trì phượng các này, bát tọa chiếu này, hữu bật chiếu này, thiên khôi chiếu, tương đối đẹp trai nhá. Đấy, bạch hổ hoa cái hỷ thần chiếu của cung chồng. Đấy, là anh này tương đối đa tài toàn diện và đẹp trai. Với lá số tử vi này của bạn thì cái đại vận của bạn nó sẽ liên quan đến số 3. Ví dụ như từ 3 tuổi trở ra, 13 tuổi trở ra, đấy, và bạn đang rơi vào tròm 23 tuổi trở ra, đấy, bạn sẽ sớm lấy chồng thôi. 23, 24, 25, năm 25 là bạn đã tìm được, đã chốt được danh sách người yêu rồi, năm 25, đấy, sớm thì năm 25, năm nay đấy, năm nay bạn 25 đang nằm tại cung tỵ, đây, cung này. Bạn nhớ là năm nay rất xấu với bạn, liêm trinh tham lang hãm địa là rất xấu, năm nay là năm phá sản của bạn. Cuối cho bạn sẽ thấy rằng năm nay là một năm thất bại, làm việc gì cũng hỏng vì liêm trinh tham lam hãm này, và những nguyên nhân hỏng của bạn là đều do người khác, bạn bè của bạn mang lại cho bạn, toàn người khác mang lại cho bạn những cái điều không vui trong năm nay. Và sang năm thì bắt đầu bạn tốt hơn, sang năm nó là rơi cung quan lộc và công việc của bạn có sự thay đổi. Đấy, và năm 27 tuổi nếu như bạn không kim lâu, sao kim lâu thì bạn sẽ cưới năm 26, còn bạn sợ sao kim lâu thì năm 27 tuổi năm nay là bạn có thể lấy chồng được rồi, bởi vì năm đấy là có rất nhiều sao để báo hiệu sự lấy chồng, ví dụ như thiên khôi, đào hoa chiếu vào cung năm đó. Đấy. Đấy, khoảng 27 tuổi là bạn lấy chồng. Và bạn nhớ là bạn sẽ có hạn với trục trặc với chồng năm 29 tuổi, hơi trục trặc một tí. Đấy, 29 tuổi. Đấy, bạn là người có chồng 27 và dễ là năm 20 là dễ có con ngay. Đấy, bạn rất dễ có con ngay năm này. 20 và đại vận từ cái năm bạn 33 tuổi trở ra là bạn lo lắng cho con cái nhiều. Đấy, 33 tuổi trở ra
đấy, công việc thì thành công đấy, có lộc tiền chồng sẽ kiếm được nhiều tiền bao giờ cho bạn từ năm 33 trở ra đấy, công việc của bạn sẽ tương đối ổn định đấy. Và bạn nhớ rằng là đào hoa của bạn gặp thiên không, nghĩa là số hay phải xa chồng, gặp hóa kỵ nằm ở đây nữa là tình yêu của bạn lúc thì yêu lúc thì lại không, có sẽ có thời gian bạn cảm giác không yêu chồng nhưng bạn sẽ yêu quay lại trở lại sẽ yêu cả chồng. Và bạn thấy rồi, từ năm 43 trở ra là công việc của bạn vô cùng hanh thông đấy, tiền tài thiên đồng thiên lương hóa lộc đấy, rất là tốt, nằm ở cung từ 43 tuổi trở ra bạn là người kiếm được rất nhiều tiền, công việc vô cùng thành công. 55 tuổi trở 53 tuổi trở ra bạn cũng là người tương đối tốt đấy, công việc về tài chỉ huy lãnh đạo tương đối tốt. Và năm 53 tuổi có sao quả tú thì bạn nên đề phòng nhé, nên đề phòng chồng sẽ gặp hạn cái năm 53 tuổi, vì bạn là quả tú nằm cung 53, chồng là có sao tang môn thiên khốc đóng ở đấy, nên là nên cẩn thận sau này có chồng rồi thì xem lá số tử vi của chồng xem có mất vào cái năm đấy không, vì thấy là 53 trở ra có quả tú mà lại chồng nó có tang môn thiên khốc đấy, nó làm cho có thể chồng mất sớm, nên là sau này khi mà lấy chồng chuẩn bị lấy chồng thì nên xem lá số tử vi của chồng có năm hạn năm đấy không, và bạn giải hạn đi đấy. Năm 63 trở ra bạn cũng là người rất là tốt, và năm 73 là năm đại hạn của bạn, sẽ bị ngã, sẽ bị bỏng, sẽ bị khâu vá đấy, rất là vất vả. Và từ năm 73 trở ra là bạn sức khỏe kém, đổ bệnh. Những cái hạn ách lớn trong đời bạn thì nó sẽ diễn ra vào những năm như sau. Năm nay là bạn 25, 25, 26. Năm nay chính là năm nay là một. Đấy, năm nay là năm rất xấu của bạn. Đấy. Năm 28 tuổi nhé, 28 tuổi cũng là năm sẽ chi tiêu tốn kém và năm nó dễ mất tiền, mất của, nên là đề phòng cẩn thận, nó mất cắp, mất trộm. Đấy, năm 30 tuổi thì hơi trục trặc về pháp luật một chút. 30. Bạn nhớ đấy, quan phủ, kình dương đóng cung mệnh, âm sát nữa, đây là do tiểu nhân hãm hại mà khéo dính dáng pháp luật. Đó đấy, tuy nhiên bạn sẽ không đi tù đâu, nhưng sẽ có nhiều cái chuyện kiện tụng làm cho bạn mệt mỏi. Năm 30. Đấy, năm 31 tuổi cũng là năm sẽ trục trặc với chồng. Hai vợ chồng cãi cọ và cảm thấy giác là nó không được yêu chồng lắm trong cái năm đấy. Đấy, hai vợ chồng có trục trặc. Năm 32 tuổi thì năm sẽ có tang môn. Đấy, thì nhà bạn sẽ có đại tang năm đấy. Và hết sức cẩn thận. Đấy, năm 33 tuổi trở ra thì tình yêu của bạn nó không còn được như ngày xưa nữa, vì có sao hóa kỵ đóng vào đấy. Đào hoa gặp hóa kỵ như đống bó hoa tươi để cạnh đống lửa sớm nở tối tàn, nó sẽ dễ dẫn đến là những cái việc là không hay trong tình duyên với bạn từ năm 33 trở ra, và bạn phải cố gắng vượt qua nó. Nếu bạn không vượt qua là bạn sẽ phải bỏ chồng đấy, nên là hết sức cẩn thận. Năm 33. Năm 34 tuổi lại có nhà có đất tốt, mọi công việc hanh thông. Năm 35 tuổi lại thay đổi công việc. Năm 36 tuổi cẩn thận chi tiêu nhiều tốn kém, cẩn thận hạn. 37 tuổi công việc thành công, được thăng chức, mọi thứ tốt. 38 tuổi cũng là năm tốt nhưng mà dễ bị thị phi, trục trặc về đường pháp luật. Năm và các năm tiếp theo là bạn tương đối tốt. Và bạn nhớ rằng hạn nặng nhất của bạn nó rơi vào năm 73 tuổi nhá. 73 này, 82 tuổi là những năm hạn nặng của bạn. Đấy, những năm đấy bạn nhất thiết là phải giải hạn. Mình mới rơi vào tròn liêm tham này là cái tròn phá sản của bạn. Rất trục trặc, rất xấu. Tổng hợp lại đây là một lá số tử vi là có nữ nhưng mà lại mệnh của bạn lại này, mệnh nữ này. Của bạn nó đóng mỡ này, có sao thủ mệnh là sao thiên cơ. Đấy, thì cũng là tương đối tốt. Nhưng cái nó đóng vào cung dương, đấy, mệnh này, đóng cung dương nó sẽ làm cho bạn là âm dương, nghịch lý. Rồi về mộc mệnh của bạn là kiếm phong kim nhưng mà cục lại mộc tam cục, nên là bản mệnh khắc cục, nên là cuộc đời bạn ấy, nó nhiều sóng gió nó diễn ra với bạn và bạn cần phải ý chí để bạn vượt qua, không có gì đến với bạn một cách dễ dàng bởi vì bạn sinh ra là nghịch ngũ hành, đấy, cái gì bạn đầu óc luôn luôn phải suy nghĩ, luôn luôn phải toan tính. Đấy. Và bạn là một người học hành tương đối thành công, và như dự báo của lá số này thì bạn ngày xưa học rất giỏi, phải tập ra top 5 của lớp,
Đấy, thiên cương này là sao rất giỏi về học tập, rất nhiều bằng cấp bằng sắc tốt, và bạn nên phấn đấu là một người có bằng thạc sĩ tiến sĩ, bởi vì thiên cơ này là rất thuận lợi trong việc học hành, thông minh và giỏi. Hãy chốt lại đây một lá số tương đối chắc trở tuổi ban đầu, nhưng sau 33 trở ra thuận lợi, là một người có tiền bạc tốt, có chồng tốt, có con rất là giỏi, con tốt, sau này không được gần con lắm, để xa con hay đi xa, có thể là đi nước ngoài học, nhưng mà con sau này là người có quyền lực và giàu có hơn mẹ rất nhiều. Đấy. Rồi thân cư thiên di là một người nên dịch chuyển xa, đi xa thì mới thành công, bạn nhớ điều đấy nhá, nên xa nhà xa quê thì sẽ thành công hơn đối với bạn. Đấy. Tiếp nữa là cung tài bạch rất là đẹp, và sau 43, 33, sau 33 tuổi trở ra là bạn là người kiếm tiền tương đối thành công. Đấy. Còn cung đèn trạch vì gặp sao triệt đóng ở đây thì trước 33 tuổi thì không có duyên với đất cát và xe cộ, nhưng sau 33 tuổi thì rất duyên, tương đối tốt, điện sản ổn định. Đấy, cung phúc đức âm phần tương đối ổn, không vấn đề gì. Và theo những lời tư vấn của Tử Vi Việt Nam thì bạn nhớ rằng có những cái thời điểm mà vợ chồng bạn xung khắc và bạn cố gắng vượt qua, nhất là hạn 53 tuổi trở ra có thể là chồng sẽ trục trặc, thì nên xem lá số tử vi của chồng năm đấy và hóa giải nó đi, thì bạn sẽ là người sống thuận thiên và một cuộc sống tốt. Nhớ luôn luôn nhớ rằng là bạn là mệnh âm dương nghịch lý, rồi mệnh khắc cục, nên là cuộc đời có rất nhiều thử thách đối với bạn, nên bạn cần phải hết sức bình tĩnh khi gặp khó khăn, bạn sẽ vượt qua được. Xin tử vi Việt Nam xin chào bạn và chúc đường số mã số 1028 dựa vào những lời tư vấn của Tử Vi Việt Nam sẽ có một cuộc sống thuận thiên tốt hơn và thành công hơn để cải thiện cung mệnh của mình. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và đừng quên đăng ký vào kênh Tử Vi Học Cải Mệnh để có những cái tư vấn rồi những bài học để giúp cho các bạn biết trước được vận mệnh của mình và hóa giải để tránh những họa hại trong tương lai, để sống một cách thuận thiên hơn, tốt hơn, thanh thản hơn. Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.